Vừa rồi là những tin tức showbiz hot nhất tuần qua, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Hậu trường 102. Tuần qua là một tuần khá nhộn nhịp với showbiz khi có rất nhiều sự kiện được diễn ra, và showbiz 101 cũng đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc này. Chúng ta hãy cùng xem đó là những sự kiện nào nhé. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Hùng Ali tại thành phố Hồ Chí Minh do Ưng Hoàng Phúc đầu tư và đóng vai chính đã diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt. Kính chào tất cả quý vị khán giả của View TV, và hôm nay thật sự là Phúc rất là hạnh phúc và rất là vui khi mà đứa con tinh thần của mình đã bủ bấy lâu nay cũng chuẩn bị ra mắt công chúng. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ đón nhận cũng như là ủng hộ cho dự án đầu tay mà Phúc làm sản xuất, cũng như là đây là một bộ phim mà do chính Phúc đóng vai chính cho bộ phim Hùng Ali. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ đến rạp ủng hộ cho bước đường sự nghiệp của Phúc, cũng như là ủng hộ cho điện ảnh Việt Nam. Gây bất ngờ cho khán giả có mặt trong hôm đó cùng với khách mời, Long Nhật đã xuất hiện trong một bộ đầm màu đỏ, và để sống lại một cách trọn vẹn vai diễn của mình, anh còn mang theo cả một chiếc xe bán dĩa, đạo cụ quen thuộc của anh trong những ngày trên phim trường. Kết hợp ra mắt phim lần này, Ưng Hoàng Phúc cũng đã tổ chức một đợt cine tour để giao lưu cùng người hâm mộ và quảng bá cho bộ phim. Là một người bạn rất là thân của Phúc thì khi mà nghe Phúc nói là Phúc sẽ làm bộ phim như vậy thì Vân rất là lo, bởi vì là không biết là bạn mình làm có được không, vì chi phí rất là lớn. Nhưng mà khi mà Vân đi ra mắt phim ngày đầu tiên thì Vân cảm thấy là rất là hãnh diện về bạn mình. Bạn mình là một ca sĩ mà lại diễn rất là tốt và trong phim rất là hoành tráng, rất là đẹp. Vân nghĩ là bộ phim như vậy là đối với Vân là thành công rồi. Evil Ace Hack the TV là cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng và ý tưởng đột phá trong ngành truyền hình do VTC8 View Media phối hợp cùng quỹ Vindai với sự đồng hành của các đơn vị như Quan Hub Production, Screen Production, Dread Camera, DigiBoost, Dry Channel và Lotte Cinema. Tham gia cuộc thi, các nhóm làm phim tự do có cơ hội thể hiện khả năng, sức sáng tạo và đóng góp của mình thông qua những dự án truyền hình với độ dài 8 tập, thời lượng 45 đến 60 phút một tập, và điều đặc biệt nhất là nhóm chiến thắng chung cuộc sẽ có cơ hội giành được gói hỗ trợ lên đến 3 tỷ đồng. Chào mọi người, Huy rất là hân hạnh được tham gia và tham gia tổ chức chương trình này. Tại vì thực sự mình rất mê phim, và mình đặc biệt mình mê phim truyền hình. Với những bộ phim như là The Walking Dead thì mình mỗi tuần mình đợi cái tập mới ra để mình xem. Và mình muốn ở thị trường Việt Nam có những bộ phim như vậy trên truyền hình để mình có thể xem, và thật sự mình có thể đi ra nước ngoài và những cái event mà hội chợ phim, mình cũng mong muốn là những cái phim của truyền hình của Việt Nam cũng được đưa lên tới những cái triển lãm đó. Đó là cái mong muốn mình khi mình tạo ra một cái idea, một cái ý tưởng để lên chương trình này. So we pose this challenge to film and TV makers here in Vietnam. We're going to offer them a budget of 3 billion dong for them to make 8 episodes of a mini series. And that's also how we created the name for the competition. EVO stands for evolution, and 8 obviously is the number of episodes that they're making. We've helped teams prepare their proposals with a series of information sessions and team leader briefings to explain how to complete all parts of the pitch. Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 vừa qua, ngôi sao ca nhạc Brian McFadden, cựu thành viên của nhóm Westlife, đã có biểu diễn tại Hồ Tràm Strip. What do I think of Hồ Tràm? It's absolutely amazing. From the second that we arrived in, and you just see how grand it is and how beautiful. It's incredible, and the golf course is amazing. Just the whole area is, you know, it's obviously really new development, but it looks like this is going to be a very special place in years to come. Do you know what? I just think the whole country is beautiful. They're very different. Obviously, Hanoi is a big city, but being out here, you get to see another side of Vietnam, you know, the trees and the beaches and the seas and stuff. So it's nice to have seen both sides. I like both equally. I wouldn't change anything. I would never turn back time. Everything happens for a reason, and
I had a wonderful time in Westlife and I've really enjoyed my solo career, so everything's kind of panned out exactly how I wanted it. My Vietnamese fans, this song is for all my Vietnamese fans. Khuôn khổ giải Gold quốc tế Ho Tram Open 2015. Tham gia buổi biểu diễn còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đoan Trang, Thảo My, Bảo Quân, DJ Thais, DJ Caleste Siam. Sau thời gian dài tập trung cho vai diễn trong phim Già Gân, Mỹ Nhân và Gangster, ngày 1 tháng 12, Tóc Tiên đã có buổi ghi hình cho MV mới của mình, kết hợp cùng với Big Daddy và Just Daddy. MV được hòa âm phối khí bởi Hoàng Tuliver. Xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của View TV. Hiện nay thì như mọi người đang thấy thì Tóc Tiên đang có mặt tại địa điểm để quay một trong những cái MV mới nhất của mình, một bài hát lần đầu tiên Tóc Tiên có sự kết hợp với lại hai anh chàng đã tuy là cũng đã thân thiết ở ngoài đời rồi nhưng mà chưa bao giờ kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc, đó là Justin T và Big Daddy dưới sự hòa âm phối khí của anh Hoàng Tuliver. Có thể nói rằng là đây là MV mở đường cho những cái dự án tiếp theo của Tóc Tiên, là bởi vì lâu lắm rồi Tóc Tiên chưa ra sản phẩm mới và mong là các bạn sẽ có những cái ngày lễ hội hè cuối năm thật là nhiều năng lượng, tràn đầy năng lượng, thật là nhiều niềm vui và đắm mình trong không gian âm nhạc của Tóc Tiên cũng như là những người bạn của mình nhé. Đêm chung kết giải thưởng Pop Awards 2015, giải thưởng tôn vinh sản phẩm giải trí kỹ thuật số với chủ đề Không giới hạn đam mê và sáng tạo đã diễn ra thành công vào tối ngày 10 tháng 12 tại Jam Center. Pop Awards 2015, giải thưởng tôn vinh sản phẩm giải trí kỹ thuật số lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Hơn 500 khách mời là nghệ sĩ, ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung tên tuổi khắp Việt Nam cùng với truyền thông báo chí và khách hàng thân thiết của Pops Worldwide đã có mặt trong buổi trao giải. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của View TV. Hiện nay Trúc Nhân đang đứng ở một bữa đại tiệc rất là lớn của Pop. Pop Award thì năm ngoái Trúc Nhân cũng đã từng tham gia và Trúc Nhân cũng đã nhận được giải là bài hát có nhiều bản video cover nhất. Và hiện nay Trúc Nhân vẫn đang đứng ở một lần nữa của Pop Award và Trúc Nhân rất hy vọng chương trình của hôm nay cũng sẽ thành công như chương trình của năm ngoái. Hôm nay một không khí rất là vui, rất là tưng bừng cùng với tất cả mọi người đến với chương trình hôm nay, là một chương trình mà tất cả những người tham gia trong chương trình văn hóa nghệ thuật đều rất quan tâm. Và đây là một chương trình mà Quang Dũng rất là vui khi cùng với tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình tham gia trình diễn cũng như tham gia cùng với những nghi thức lễ của ngày hôm nay, là một không khí mà quý vị cũng thấy xung quanh rất mọi người rất là vui, rất là tưng bừng. Qua đây xin cho Quang Dũng được gửi lời chúc mừng đến với tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình, những người được đề cử trong ngày hôm nay. Đây là lần thứ 2 Trường Giang tham gia cái Pop Award và
công nhận là họ rất là chỉnh chu trong cái công tác chuẩn bị và đầu tư, và đây là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng, bởi vì có một cái công ty làm về digital mà chỉnh chu và đầu tư như thế này thì chắc chắn là sẽ còn nhiều năm nữa và có những chương trình sau nữa, và cái hệ thống của họ sẽ rất là mạnh và vững. Đây là một điều đáng mừng cho các nghệ sĩ. Tôi xin chào quý khán giả của chương trình VTV. Cảm xúc thì tuy rằng đi hát lâu nhưng mà tại vì đi ít khi nào tham dự mấy sự kiện lắm. Ở đây có lẽ là một lần hy hữu cho nên là cũng hồi hộp sao đó, không biết nói sao nữa. Hơi ngại ngại tại vì ít xuất hiện ở chỗ đông người. Hôm nay thì cảm giác rất là mới lạ. Qua 2 năm làm việc, Quang Ly rất hài lòng với cái công việc mà Pop đã hoạt động cho những cái digital ở trên mạng của Quang Lê. Và hôm nay cảm thấy rất vui đến tham gia Pop Award. Đây là một thương hiệu tin cậy.